vị, đạo diễn Asghar Farhadi người Iran đã đoạt giải Oscar 2017 cho giải phim nước ngoài hay nhất. Tuy nhiên, đạo diễn Farhadi đã tẩy chay không tới dự lễ trao giải nhằm phản đối lệnh cấm nhập cư tạm thời gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran và 6 nước Hồi giáo khác. Bộ phim đoạt giải cho thể loại phim nước ngoài hay nhất của đạo diễn Farhadi có tên là The Salesman, tạm dịch là người bán hàng. Nội dung bộ phim xoay quanh vấn đề tình yêu và lòng thù hận trong hôn nhân hiện đại. Tuy nhiên, đạo diễn Farhadi đã tẩy chay việc tham dự lễ trao giải Oscar tại Mỹ nhằm phản đối lệnh cấm nhập cư tạm thời gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump với công dân 7 nước Hồi giáo, bao gồm cả Iran. Sau khi nhận được thông tin đạo diễn Farhadi đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài đoạt giải xuất sắc nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi lời chúc mừng tới ông Farhadi, đồng thời cũng ca ngợi ông vì quyết định không tham dự giải Oscar của mình. Nhiều công dân Iran cũng cảm thấy tự hào và khen ngợi đạo diễn Farhadi khi ông đưa ra quyết định đó. Vào tháng trước, ông Farhadi và nữ diễn viên chính Taraneh Adosti tuyên bố rằng họ sẽ tẩy chay Oscar nhằm phản đối lệnh cấm trên của ông Trump.